Rất nhiều cá các bạn ơi. Đấy. Con cá to nhỉ? Con được 3 cân không? Mày ném vừa không bắn. Đây ba con này đi. Đấy, thôi rồi. Như bắt bắt cá mương đi. Cá chép to. Con kia mấy cân chú ơi? Không bán. Không bán con đấy à? Ui. Chép ngon nhỉ. Ở đấy, bây giờ mình nhớ ra cái chị của cô ấy, chị nhờ mua hộ. Không ai em về em ăn rồi. Anh em nhanh kìa. Anh em nhanh rồi đi bờ rồi. Đây các bạn nhé, đây là cá hồ này. Ui, để cho các bạn xem rồi, họ kéo rồng xuống đây nhé. Cá hồ ngon luôn. Ui giời. Con đấy to nhỉ. Hồ rất rộng. Đây các bạn là cá rô phi nằm trắng luôn đường. Cá rô phi mà không cần lấy luôn các bạn ạ. Nhiều kinh khủng không? Không thèm nhặt luôn à cô? Chọn con to được. To về đây mổ. Dạ. To về đây mổ. Quá nhiều cá luôn. Như chợ luôn. Nhiều không các bạn? Đây. Không dân không cần nhặt cá châu phi luôn. Nhiều. Quá nhiều. Thank you.
Ui, cái vườn cá cắm to. Hả? Xem tí về giờ làm gì? Cái loại đấy thì giá là đây. Khô. 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 Không được. Ăn cái loại con nhão nhão gì đấy nhỉ? Cá nét của cái cá to. Ít lắm. Nó phải vét ở dưới kia rồi. Cá giết, cá giết à? Đâu nữa? Ừ. Đây có con chuối này. Ui giời, làm như... Còn rồi, ok. Nhà không có mặn cá. Có ăn hết con cá chưa? Chưa. Con to rồi. Đã. Con to kìa. Con đấy đâu rồi này? Con to đấy anh. Đặt tên rồi. Anh có tên rồi. Khắc tên anh. Đặt tên rồi. Bắt tên cho bao nhiêu cân? Đây này, con đây này. Rồi thì ông mới để lại mà lại. Hôm qua có lấy nhanh nào. Đây là hai đứa cái này. Từ sông xuống. Cứ ăn hết rồi. Có một cái kia mua được. Bữa nay có gì không anh ấy? Ủa, nhiều không các bạn? Cá hồ nha các bạn. Lấy nét tôi nhất cho mỗi người quẩn. Tôi mua cá trắng này. Ăn trôi toàn xương xương ăn đó. Nhìn cái luộc thôi. Mà con chép luộc. Cái kia con kia. Ủa.
anh nhìn một chiếc rồi anh bằng bao nhiêu kia mà đứng đúng không, em nhìn thấy rồi. Hôm nay em mua rồi, hôm nay em mẹ bên này toàn những cái chuông nhiều đấy, mua về làm thính nhỉ, mua làm thính ăn được đấy. Ai cũng biết làm thính, không chịu làm bao giờ đâu. Nhảy chứ mua con có to lắm.